Trời đất ơi, tự nhiên cái cô Lan cổ đi công chuyện, cái cổ nhờ mình coi tiệm cho cổ à. Riết làm như số mình số ở đợ miễn phí hay sao ấy. Mà nhờ người ta một cái giọng hay ghét à, con rảnh không có làm gì đâu, hơi lâu lâu xuống giúp cô. Làm như mình rảnh lắm vậy. Ờ mà mình rảnh thiệt chứ bộ. Sao hoài mà không có việc làm nữa. Bực mình thất nghiệp hoài ai cũng coi thường hết á. Đúng không ta? Ủa nãy thấy có à đúng rồi, cái địa chỉ này nè. Gì vậy? Trời ơi, chị làm em hết hồn chị. Ủa sao vậy? Trời chị, hôm nãy mới đứng thấy chị đứng đây quay lại, thấy chị đứng sau lưng chân như dông vậy bà nội. Bậy, tôi là người ở đây. Ủa vậy hả? À, ủa đi, cô tìm ai đây? À, dạ em tới tìm người. Tìm người hả? Dạ. Tìm ai ở trong nguyên khu nhà trọ này, ai tôi cũng biết hết á. Tìm ai nói thì tôi chỉ cho. Ờ dạ em tìm chuyện này nó cũng khó nói lắm. Sao vậy? Thì tại vì á chuyện em có tình cảm với người đó đó, nhưng mà người ta cứ sao em cũng không biết nữa chị, nhưng bây giờ em khổ tâm lắm. Ồ rồi thôi hiểu rồi. À, là tới đây là vì chuyện tình cảm hả? Dạ. Tức là tìm một người đàn ông đúng không? Đúng rồi, em tìm một người đàn ông rất là đẹp trai. Chị biết rồi. À, để chị coi có ở đây không hen. Vậy là chị biết phải không? Chị biết. À, chị biết. Thì cái người đó thì rất là đẹp trai. Em yêu lắm hả? Em yêu lắm chị ơi. Mà còn biên kịch hơn nữa. Sao? Chuyện là... gì? Sao? Bình tĩnh đừng có khóc, chị hiểu mà. Chị hiểu tâm trạng của em lắm. Tại vì chị quá quen với cái cảnh này rồi. Là em có thai hả? Cái gì mà đến mức là có thai luôn rồi hả? Em có thai với ảnh, nhưng mà anh cứ trốn tránh. Trời ơi, tôi chết rồi. Sao mà lầy dữ vậy trời? Cái ông này. Chị ơi, em ơi, bây giờ giúp em không? Chứ em sợ lắm. Gia đình người ta không có chịu, người ta không có chấp nhận em đó chị. Thì đúng rồi, cái chuyện này ai mà chấp nhận được em. Nhưng mà được, từ để chị suy nghĩ cho. Thôi không sao đâu, đằng nào cũng là máu mủ của cô Lan rồi, có gì chắc cổ cũng chịu mà, cô sẽ thừa nhận đứa nhỏ. Em cứ yên tâm đi. Nhưng mà bây giờ anh đối xử em vậy, em bế tắc lắm, chị có cách nào tư vấn cho em không? Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ quyết định là... Mà chị hiểu không, bây giờ nếu mà gia đình người ta nhận thì không nói gì, chứ còn gia đình người ta không nhận, lúc đó nhục nhã ê chề lắm, mình phải tính tới cái cách đó nữa. Thì giờ nếu mà bất quá thôi, làm single mom luôn. Được. Single mom được. Với cả đây nè, chị sẽ giới thiệu cho em một người khác tốt hơn ông Tú này, đẹp trai hơn ông Tú này gấp ngàn lần. Em yên tâm đi, để chị lên chị gọi người ta xuống. Tú đó. Cứ yên tâm đi, không có cái gì mà bế tắc hết á. Tú nào ta? Ủa chồng mình tên Minh mà, Tú là Tú nào? Ủa chấm. Em. Em mới tới hả em? Em à, mấy bữa trước anh mời em qua chơi mà sao em không qua? Bữa nay em đồng ý qua có nghĩa là em đã chấp nhận tha thứ cho anh rồi, có đúng không em? Đúng. Hôm nay em tới đây gặp anh là em muốn nói với anh một điều là em chấp nhận, nhưng không phải là chấp nhận tha thứ cho anh, nhưng mà là em chấp nhận với cuộc sống của em chấp nhận với quyết định của em. Và em sẽ quyết định em sẽ là single mom. Cái gì? Single mom? Hả? Ai? Ai xúi em làm những chuyện bậy bạ như vậy vậy? Em thấy là làm single mom rất đúng. Cổ nói đúng. Bây giờ hả, em chỉ có em lo cho con em thôi. Bây giờ một mình lo cho con mình, em không cần anh, em không cần ai hết. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì single mom ở đây nữa? Ai? Nhưng mà cô nào xúi em làm những chuyện như vậy? Thì cái cô. Cô nào? Cái cô ở đây nè. Là trời ơi, làm quen nhau luôn rồi đó hả? Thì chị lên phòng tiệm thấy nè, người đàn ông nghiêm túc, đẹp trai, tốt bụng mà chị định giới thiệu với em chính là người này. Tèn tèn tèn. Gì vậy? Đây là người đàn ông đẹp trai, nghiêm túc, tốt bụng mà chị định giới thiệu cho em đó hả? Đúng vậy. Ừ. Chị đảm bảo luôn á.
Số 1. Số 1 hả? Đúng rồi, cái số 1 này đã làm em thành số 2 nè chị. Ủa là sao? Là cái bụng này là của... Là cái bầu của em, là của ảnh đó. Hả? Ủa là anh này mới là người yêu của em chứ không phải ông Tú hả? Tú nào chị bị gì vậy? Em đâu biết Tú ai đâu. Đây nè, Hoàng Minh nè, là người yêu của em, làm người cho em có thai nè. Nhưng mà không sao, không vấn đề gì hết. Em sẽ là single mom. Dạ. Ê, em ơi. Tất cả mọi chuyện á là do em hết á. Bây giờ em làm sao thì làm. Mẹ con cổ một cái mệnh hệ gì á là cô liễu hồn với con á. Trâm ơi, Trâm, chờ anh với Trâm ơi. Cô Lan. Gì? Ví dụ như á, con có bầu nè, mà trường hợp của con á, sáng thích ăn chua, trưa thích ăn ngọt, tối thích ăn chua ngọt. Thì ví dụ con là con trai con gái? Con mày là phi giới tính đó. Ủa là sao? Có nghĩa là nó giới tính lộn xộn đó. Đó là một trường hợp. Còn nếu một trường hợp nữa là mày sanh đôi, vừa trai vừa gái. Sanh đôi luôn hả? Đó. Mà mày suy nghĩ đi, mày sanh đôi ha, mà mày một thân một mình không có thằng Minh kế bên á. Con học con ói liền luôn á. Nói gì mày khùng quá. Con học con ói ra liền luôn á. Khùng quá. Con đừng có nhắc cái tên người đàn ông đó trước mặt con. Người đàn ông đó là ám ảnh cuộc đời con. Con không muốn nhắc tới người đàn ông đó. Con làm ơn đi. Mày mắc cười quá. Không lẽ không có thằng Minh, không lẽ mày thụ phấn, mày có bầu, mày mắc cười quá. Mày bông bụng hay là cái bông đồng tiền, mày ngộ quá. Cái gì mày phải hiểu là cái chuyện này cần phải bàn, hiểu không? Con không muốn bàn nữa, con quyết định rồi, con sẽ là mẹ một mình. Mẹ một mình khổ lắm, single mom khổ lắm. Nói thiệt đó. Ủa người ta làm được thì con làm được, có gì đâu mà. Con nói với cô nghe, con và anh Minh bây giờ là hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Cô Lan. Ôi trời ơi trời trời trời. Cô khỏe không? Khỏe khỏe khỏe. Ôi trời em bé dễ thương quá. Ngồi 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 ngồi. Dạ. Nè cho nó ngồi nè. Trời đất ơi. Chào chị. Hay cho dễ thương. Trời. Rồi con sao con? Trời ơi, cô thấy con sao giờ? Cô thấy con đang vui hay buồn? Chắc cha nó rối loạn cảm xúc rồi. Ủa sao vậy? Nó cực lắm. Nó là mẹ đơn thân nè. Cái lúc mà nó sanh thằng này là không có chồng kế bên. Trời ơi, nó khổ, trăm bề khổ luôn. Mà bây giờ có cái mặt nó kìa. Trời ơi, rối loạn cảm xúc rồi. Trời ơi, nó cực mà nó cười mẹ ơi. Trời ơi, đâu có đâu cô. Ngày xưa cái lúc á mà con mang thai nó, cái lúc mà sanh ra một mình á, có một mình con á, thì cũng hơi cực thiệt. Nhưng mà sau này á, có mẹ con, rồi mẹ con phụ chăm con của con. Rồi sau này nó lớn lên, giờ nó lớn hơn chút, nó cũng đỡ rồi cô. Ủa vậy là nói chung là bây giờ là chị rất là khỏe. Không, rất khỏe luôn. Chính xác. Thoải mái luôn. Không có gì cả buồn hết. Ơi. Vậy thì con sẽ là mẹ đơn thân. Thầy ơi, thiệt tình tao không muốn sống đây ơi. Thiệt á, tao muốn chết cho rồi đó thầy. Mày không mà. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Điên vừa phải tao. Người ta không ngờ là mày thương Trâm như vậy luôn á. Nhưng mà bây giờ mày phải bình tĩnh mày giải quyết chứ. Bây giờ mày phải tìm cách mày đăng béo. Đăng béo xong rồi mày mới biết được là Trâm nó đang ở đâu, đang làm gì chứ. Nhưng mà tao buồn quá. Buồn gì? Bây giờ ba tao mà biết Trâm bỏ đi á là ba tao đuổi tao đi luôn. Mày hiểu không? Ba của tao bây giờ lớn tuổi rồi, 65 rồi, cái đâu còn nhỏ nhắn gì nữa. Nên ba của tao bây giờ là cần một đứa cháu. Mày hiểu không? Muốn cháu thì có cháu. Ở đây không ai kêu cháu. Hả? Ý người ta nói là cháu chắc chứ mà là chéo. Thì biết rồi, thì cháu chắc nè, nguyên một bụng nè. Ơi, đang dầu sôi lửa bỏng em qua đây làm cái gì? Thì em biết dầu sôi lửa bỏng em mới qua em giúp anh. Bây giờ nè em mang thai nè đó, mang cháu của ba anh. Bây giờ anh dẫn em về đi ra mắt ba anh thì ba anh không có đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng mà em bé ở đâu mà mau lớn như vậy? Thì em biết, thì bây giờ cái này là độn giả thôi. Rồi sau này khi ba anh đồng ý á thì mình về mình làm thiệt luôn. Ừ, em không có được đâu. Bây giờ mẹ con Trâm bỏ đi rồi. Bây giờ anh phải đi tìm mẹ con Trâm thôi. Anh tìm làm cái gì? Bây giờ hả, con Trâm á là nó đòi làm mẹ đơn thân rồi. Nó từ chối anh rồi. Đúng rồi. Chết mày chú à. Tất cả lỗi là do anh. Tại anh lăng nhăng, anh làm cho mẹ con của Trâm khổ. Bây giờ mẹ con của Trâm khổ rồi, đi nghỉ quẩn này nọ là không được rồi. Anh bây giờ tao phải chết, tao đi theo Trâm luôn. Mày điên à? Ở đây là lầu 1, mày nhảy xuống dưới rồi làm sao mà mày chết được. Thôi kệ,
Lần một mà tao nhảy xuống dưới, tao què quặt, tao tàn phế. Để cho chăm thương tao, chăm quay về, chăm nuôi tao, chăm lo cho tao. Chị nước mía ơi, chị dạt ra, chị bán bún xào, chị tránh ra đem bún xuống dưới. Đừng có đe ra. Xuống dưới nè. Đứng yên tại chỗ đi, kêu nó vô đi. Không ra. Nhảy thiệt bây giờ, mày điên hả? Cái gì? Mày thiệt, kêu nó vô đi lẹ lên. Ai vô? Mày làm cái gì mà mày ngoại hình quá vậy? Đó, anh thấy chưa? Con Trâm á là nó chỉ lừa gạt anh thôi, nó dối anh thôi, chứ đời nào hả mà nó bỏ anh đi. Anh Minh à, dẫn em về nhà ra mắt ba rồi nhận cháo đi anh. Tránh ra. Trâm à, sau tất cả mình lại về với nhau nữa em. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào có. Nào thì chắc sẽ như hoảng thứ em mà. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Anh cùng nhau ta đi chung qua bao chặng đường dài. Từng tiết sầu ngày ngày cứ mất kỳ ai.